công xã gửi Trang Trần tiền làm từ thiện, phát hờn, về nhan sắc của vợ. Trang Trần chia sẻ câu chuyện chồng lấy tiền mua nội thất cho cô làm từ thiện, bị chê bai ngoại hình vì gần đây phải đeo khẩu trang suốt. Sau khi đăng tải hình ảnh về những chuyến thiện nguyện thời gian gần đây, Trang Trần tiếp tục chia sẻ đoạn hội thoại dễ thương với ông xã Việt Kiều. Chồng nhận xét về ngoại hình của cựu người mẫu hiện tại khá xuống sắc, tuy nhiên khi nghe kể về công việc thiện nguyện liền cho 2.000 đô la Mỹ hỗ trợ. Chồng Trang Trần gửi tiền để làm từ thiện, không cần mua sofa cho nhà mới. Trên trang cá nhân cựu người mẫu vừa cập nhật những hình ảnh trong cuộc đối thoại với ông xã ở phương xa, bà mẹ một con chia sẻ về công việc thiện nguyện cô đã làm trong thời gian gần đây. Trang Trần kể lại với chồng, cô đã ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm để nuôi con vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không có buôn bán được, chỉ đi nấu cơm từ thiện suốt ngày. Tiếp theo đó ông xã Việt Kiều cho biết nhà mới dọn vào bên Mỹ nên anh đang định mua nội thất mới. Trang Trần lần nữa tâm sự về việc nhiều người qua đời có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam không có quan tài, dự tính trước đó đã đủ nhưng số lượng người tăng lên nên chùa bị thiếu hụt kinh phí. Anh cũng chê bai nhan sắc bà xã thời gian gần đây bởi vì làm việc quá nhiều không chăm sóc bản thân. Trước những lời chia sẻ của vợ, chồng Việt Kiều của cựu người mẫu liền gửi cho 2.000 đô la Mỹ, khoảng 46 triệu đồng, để cho sư thầy mua áo quan cho nhiều người khó khăn, còn anh thì không mua thêm sofa mới cho căn nhà nữa. Trang Trần cảm động trước số tiền của chồng và cũng rất vui mừng khi nhiều người mất được mai táng chu toàn. Bên cạnh đó, chồng Việt Kiều cũng có nhiều nhận xét về ngoại hình của cựu người mẫu, cô bị chê bai ở bẩn, mặt nhìn không nhận ra. Theo đó Trang Trần giải thích suốt 2 tháng nay cứ đeo khẩu trang và chỉ ngủ 4 tiếng một ngày, tắm rửa cũng qua loa thì sao có thể bắt mắt cho được. Ông chê mình ghẻ bẩn, sao em ăn ở bẩn thế, mặt kinh. Vâng, cứ 2 tháng đeo khẩu trang ngày ngủ 4 tiếng, tắm rửa nước nhà bè, Phước Kiền coi xem có mụn không, Trang Trần kể lại lời của ông xã. Bếp ăn thiện nguyện mà cô đang hoạt động thời gian gần đây. Dù cảm động trước hành động lấy tiền mua nội thất mới để làm từ thiện của chồng nhưng Trang Trần cũng có phần giận dỗi vì bị ông xã đánh giá kém nhan sắc thời gian gần đây, nhưng biết làm sao được cô nàng phải chạy lo bếp ăn từ thiện nên hiếm khi có thời gian rảnh để chăm chút cho nhan sắc của bản thân. Cựu người mẫu mỗi ngày phải đi nhiều nơi nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Mỗi khi nhắc đến bạn đời kín tiếng của Trang Trần, nhiều khán giả luôn dành cho anh chàng sự ngưỡng mộ vì vừa đẹp mã lại có tấm lòng. Cặp đôi này quen nhau trong một dịp làm từ thiện chung, anh được biết đến là người từ tốn và cẩn trọng. Lời chê bai của ông xã chỉ là màn đùa vui giữa hai vợ chồng Trang Trần. Nói về nửa kia, chân dài, luôn dành lời khen, anh ấy rất hiền, hiểu và tin tưởng tôi. Chúng tôi gặp nhau và đồng hành trong thời gian dài khi tham gia hội từ thiện chùa. Có lúc mệt mỏi khi đi từ thiện, tôi vẫn ngả đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Tôi hay nổi khùng, thậm chí luyên thuyên kể chuyện bị chơi xấu cho anh nghe, nhưng anh chỉ cười. Anh nói, anh không quan tâm và tình nguyện làm cái bị cho tôi đấm để xả tức giận. Có thể thấy cả hai khi chưa quen biết đã là những người thường xuyên làm công việc thiện nguyện, nên khi Trang Trần kể về hoàn cảnh khó khăn của một số người đang sinh sống tại Việt Nam, ông xã Việt Kiều liền ủng hộ số tiền lớn. Anh rất mong vợ đưa con sang Mỹ để gia đình đoàn tụ nhưng đến nay cô vẫn trì hoãn vì ham công việc ở quê nhà.